Muốn chuyển đất vườn sang đất ở phải làm sao? Tất tần tật điều kiện và các bước để chuyển từ đất vườn sang đất ở. Nếu bạn đang muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hãy lưu ý thật kỹ những điều này để được chuyển đổi nhanh. Theo luật đất đai hiện hành, thì bạn chỉ được chuyển mục đích sử dụng đất nếu thửa đất đó thuộc khu vực có thể chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt. Và kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì sẽ được công bố công khai. Chuyển từ đất vườn sang đất ở có phải xin phép không? Đối với trường hợp chuyển đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Cụ thể, phải xin phép và có sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất mới được chuyển mục đích sử dụng nhé. Trình tự, thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất ở như nào? Để chuyển từ đất vườn sang đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện các bước sau. Bước 1, chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Bước 2, nộp hồ sơ. Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong, hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tại đây sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được tiếp nhận. Trường hợp 2, nếu hồ sơ thiếu và chưa hợp lệ sẽ được thông báo và hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định. Bước 3, nộp tiền sử dụng đất theo thông báo. Bước 4, nhận kết quả. Về thời hạn giải quyết, thông thường sẽ không quá 15 ngày. Tuy nhiên với những trường hợp đặc biệt như các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, thì thời hạn là không quá 25 ngày. Như vậy, khi thực hiện thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở thì phải chú ý những nội dung sau. Phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Nộp đúng số tiền và đúng thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế. Nếu quá thời gian mà chưa nhận được kết quả thì nên hỏi trực tiếp lý do chưa giải quyết.